Hôm nay Huy sẽ chia sẻ chúng ta 99 câu tiếng Trung giao tiếp cấp tốc trong nhà hàng và khách sạn. Đây là một phiên bản đặc biệt Huy dành tặng cho tất cả các bạn nhân dịp lần đầu tiên xuất hiện trong video chính thức của năm 2017. Cho những người đã theo dõi kênh Ngoại ngữ HP Thanh Hóa cũng như là ủng hộ Huy, đây là phiên bản tiếng Trung và Huy hứa sẽ cố gắng thực hiện nốt phiên bản tiếng Quảng của video này. Trong thời gian qua thì rất là nhiều bạn ủng hộ đã gọi điện đến để hỏi về video mới tiếng Quảng cũng như tiếng Trung, tại sao hứa là ra 99 câu rồi 169 câu rồi vân vân mà tại sao thầy còn chưa ra. Thì thời gian vừa rồi Huy khá là bận cho nên là Huy không có thời gian, bởi vì các bạn học offline rất là khá là đông. Thì với 99 câu này, Huy đảm bảo nếu các bạn học tốt, các bạn có thể học nó hiệu quả tương ứng với những cuốn 500 câu, thậm chí 1.000 câu, thậm chí là 3.000 câu tiếng Trung. Bởi vì những cái câu đó trong sách vở nó rất là rời rạc. Còn trong video của Huy là 99 câu thôi, nhưng nó rất là xúc tích và nó có một cái sự tương tác. Các bạn chỉ cần nghe trong vòng 10 giây, sau đó các bạn lặp lại, có thời gian lặp lại 10 giây. Các bạn cũng lặp lại khoảng 2 đến 3 lần. Và cái video này các bạn xem từ 2 cho đến 3 lần lặp lại như vậy, thì Huy tin chắc rằng các bạn sẽ nâng cao cái khả năng giao tiếp của bạn lên rất là nhiều và sẽ giao tiếp được trong nhiều tình huống, đặc biệt là cho những bạn nào tiếng Trung và các bạn chuẩn bị sang Macau hay là sang Singapore làm nhà hàng khách sạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái video rất là hữu ích và giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Nào, bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy cùng vào video nhé. Đa gia hảo, đa gia hảo, đa gia hảo. Ji ji xu ba, ji xu ba, ni ji xu ba. Hen qi huan xue pu tong hua. Wo hen qi huan xue pu tong hua. Ni bu yao xie zhong wen. Ni bu yao xue xie zhong wen. Shi wei shen me de, shi wei shen me de, shi wei shen me de. Lang fei tai duo shi jian de, lang fei tai duo shi jian de. 浪费太多时间的. Zhen de ma? Zhen de ma? Shi zhen de ma? Na shi wei shenme na me duo ren zai xue xie? Na wei shenme na me duo ren zai xue xie? Yin wei ta men you qian.
因为他们有钱的。因为他们有太多时间，因为他们有太多时间。那现在我应该学什么？那现在我应该学什么？学拼音就好了，学拼音就好了。可以说话，可以听话吗？可以说话，可以听话吗？当然可以啦，当然可以的，当然可以的。学讲话，学讲话，学讲话。学听话，学听话，学听话。你要跟说国语的人沟通吗？你要跟说国语的人沟通吗？就是说，就是说，就是说。你可以赚到钱，你可以赚到钱，你可以赚到钱了。你学普通话的目的是什么？你学普通话的目的是什么呢？不是去赚钱的吗？不是去赚钱的吗？不是去赚钱的吗？学太多，学太多，学太多。赚不到钱也没什么意思的，赚不到钱也没什么意思的。你说的
不错的。你说的不错的。你说的不错的。你现在就懂了吗？你现在就懂了吗？是，也有道理的。是，也有道理的。难道我骗你？难道我骗你？不要误会我，不要误会我。那你要信我才是，那你要信我才是。从今天开始，从今天开始，从今天开始。我跟你学，我跟你学，好，我跟你学。每天你要跟我练习，每天你要跟我练习。那麻烦你了，那麻烦你了，麻烦你了。我会叫你的，我会叫你的，我会叫你的。我们一起学习，我们一起学习。好，好，一起吧。好啊，一起吧。我会成功的吗？我会成功吗？我会成功吗？如果你最努力的话，你一定成功的。如果你最努力的话，一定成功的。我们
开始吧，我们开始吧，我们开始吧。从哪开始啊？从哪开始的？从哪开始的？开始的。我觉得有点难，我觉得有点难，我觉得有点难。慢慢来吧，慢慢来吧，你慢慢来吧。今天我开始了，今天我开始了，今天我开始了。你学得很坏的，你学得很坏的。哪里哪里的，哪里哪里，哪里哪里呀？叫法很好啊，你的叫法很好啊，你的叫法很好的。辛苦你了，辛苦你了，辛苦你了。也是应该的，也是应该的，也是应该的。别想太多，别想太多，别想太多吧。那我不客气了，那我不客气了，那我不客气了。这样就好了，这样就好了，嗯，这样就好了。今天我觉得很开心，今天我觉得很开心呢。为什么的呢？为什么的呢？为什么的呢？因为
我会说会听普通话了。原来如此。我可以听懂中国人说话了。我可以听懂中国人说话了。现在你可以自己找工作了。现在你可以自己找工作了。非常感谢你。对了。什么事情啊？喂，什么事情啊？今天你有空吗？有什么事啊？我想请你吃个饭。那么好啊。今天几点就好呢？哦，几点都可以的。12点方便吗？喂，12点方便吗？那好，十二点见吧。我
我来接你吧. Wait, 我来接你吧. 我来接你吧. Hey, 不用了. Wait, 不用了. I have a motor. This is a good thing. Wait, 我给你介绍一下。 这个好吃吗？ 魏服务员啊， 这个好吃吗？ 这个好吃吗？ 这个最好吃的。 250块一份。 那么贵呀。 喂， 那么贵呀。 那么贵呀。 对，最便宜了，老板，老板啊，最便宜了，喂，老板，最便宜了。
你吃过了吗? 你吃过了吗? 喂,这个你吃过了吗? 我是第一次听过的 我是第一次听过的 那我们试一试吧 那不如我们试一试吧 我们试一试吧 也好 就是吧 也好 就是吧 也好 就是吧 葡萄酒 这里有吗 葡萄酒 这里有吗 哪种好喝的? 哪种好喝的? 喂,哪种好喝的? 这种我喝过了,很不错 这种我喝过了,很不错的 那给我们一瓶吧 那给我们一瓶吧 好的 请等一下 好的 请等一下 好的 请等一下啊 你们有烟吗? 你们有烟卖吗? 你们有烟卖吗? 你要吃什么样的? 你要吃什么样的? 喂,你要吃什么样的, 老板? 大熊猫有吗? 大熊猫有吗? 有啊 250块一包 250块一包 给我一包就够了。给我一包就够了。给我一包够了。好，各位请慢用。各位请慢用。各位请慢用。
Ê, phú Yến, mày ra à? Ê, 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 phú Yến, mày ra, mày ra, mày ra. Phú Yến, mày ra. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có được những thành tích học tập thật là tốt với video này. Hy vọng là sau video chúng ta sẽ hoàn thiện được khả năng phản ứng và giao tiếp thật tốt trong học tiếng Trung cũng như trong nhà hàng khách.